Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt vẫn bằng mọi giá nhập cư trái phép vào châu Âu. Ngày 21 tháng 8, BBC tiếng Việt có bài Việt Nam, Việt Nam, người phụ nữ liên tục hét khi được giải cứu. BBC trích dẫn một nguồn tin quốc tế cho biết theo lời khai của một phiên tòa vào đầu tuần này tại Anh, mọi chuyện xảy ra vào ngày 16 tháng 2, bắt đầu khi tiếng đập và gào thét cầu cứu do thiếu oxy của nhóm nhập cư phát ra từ một chiếc xe tải lạnh trên con phà ở biển Manche đang đi từ Pháp đến Anh. Hình ảnh bài tường thuật trên BBC. Theo đó, nhân viên phà đã dùng rìu để phá vỡ vách ngăn bên trong xe và giải cứu 7 người ra khỏi xe tải lạnh này. Hai người trong số đó đã bất tỉnh do thiếu oxy. Đáng chú ý, một người phụ nữ trong tình trạng hốt hoảng liên tục gào thét Việt Nam, Việt Nam. Theo BBC, mở đầu phiên tòa xét xử nhóm buôn người tại tòa án Lower Crown, Anh Quốc, công tố viên Nick Koscilias Casey nói rằng chiếc xe tải có một khoang ẩn có chiều rộng và cao khoảng 2 mét, chiều sâu 37 cm, khiến cho nhóm 7 người này phải chen chúc trong một không gian chật hẹp và không thể di dịch được nhiều. Anas Al Mustafa, 43 tuổi, tài xế, bị cáo buộc dùng một chiếc xe tải được thiết kế đặc biệt để buôn người vào nước Anh. BBC dẫn lời kể của bà Sari Gelly, một y tá người Úc, người đã giúp cung cấp oxy và giám sát y tế cho nhóm nhập cư, cho biết một phụ nữ có biểu hiện hốt hoảng ôm chặt lấy cánh tay của bà và liên tục la lên Việt Nam, Việt Nam. Do đó, bà Gilly cho rằng những người nhập cư này đến từ Việt Nam. BBC dẫn lời khai của thuyền trưởng con phà rằng người tài xế có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không có động thái hỗ trợ những người đang tham gia cứu nạn và chỉ ngồi dán mắt vào điện thoại. Hình ảnh con phà chở chiếc xe tải đông lạnh có nhóm 7 người nhập cư. Khi bị cảnh sát tra hỏi, ông Mustafa, tài xế xe tải, khai rằng mình đã được giới thiệu với một người đàn ông tên gọi là Bart. Khi còn ở Syria vào tháng 1 năm 2024, Bart đã nhờ Mustafa lái chiếc xe tải trong vụ việc lần này. BBC dẫn lời ông Mustafa cho biết ông đã từng làm việc này trước đây với mức thù lao là 500 bảng Anh, khoảng hơn 16 triệu đồng, để lái một chiếc xe tới thành phố Liverpool, nước Anh, thực hiện cuộc kiểm tra thường niên của Bộ Giao thông Vận tải Anh. Nhưng lần này, mức thù lao cho việc lái một chiếc xe tải lạnh từ Bỉ tới Anh lên tới 5.000 bảng Anh, hơn 160 triệu đồng. Mustafa đã khai với cảnh sát rằng ông không biết có người ở bên trong thùng xe, nhưng mức thù lao 5.000 bảng Anh khiến ông nghĩ có thể lần này là có người bên trong. BBC cho biết tổ chức đánh giá di cư cưỡng bức thuộc Trung tâm Nghiên cứu Người tị nạn của Đại học Oxford, Vương quốc Anh vào khoảng đầu năm 2024 cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu về số lượng người nhập cư lậu vào châu Âu. Hình ảnh cảnh sát khám nghiệm xe container chứa 39 thi thể người Việt tại hạt Essex, Vương quốc Anh hồi tháng 10 năm 2019. Theo tổ chức này, những kẻ vận chuyển người trái phép và các băng nhóm tội phạm sử dụng bẫy nợ để kiểm soát người di cư trong suốt hành trình, thường bằng cách ép họ làm việc trong các xưởng bóc lột sức lao động hoặc đi bán thuốc giả. Sau khi nhập cư thành công, nhiều người bị bóc lột, lạm dụng. BBC trích bài viết của bà Mimi Vu, chuyên gia phòng chống nạn buôn người, đăng tải trên một trang tin quốc tế khác khẳng định Vương quốc Anh là nơi diễn ra tình trạng bóc lột nặng nề nhất. BBC dẫn số liệu thống kê cho biết số người Việt Nam sang Anh bất hợp pháp bằng thuyền nhỏ trong khoảng 3 tháng đầu năm nay đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người Việt Nam vượt biển Manche đã tăng gấp đôi vào năm ngoái, từ 505 người năm 2022 lên 1.323 năm 2023. Trong số người vượt biển trái phép vào Anh, người Việt Nam đứng đầu về số lượng trong năm 2024 tính tới giữa tháng 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Người Việt bằng mọi giá nhập cư trái phép vào châu Âu. Sự việc dùng băng cấp 3 giả của Thượng tọa Thích Chân Quang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Ngày 20 tháng 8, blog Thiên Hạ Luận trên VOA tiếng Việt đăng bài Thích Chân Quang và xứ sở gồm toàn những chuyện khó ngờ. Tác giả cho biết, những thông tin và sự kiện liên quan đến băng cấp 3 của Thượng tọa Thích Chân Quang, thế danh là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tọa lạc ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tiếp tục khiến công chúng sửng sốt. Hình ảnh bài bình luận trên blog Thiên Hạ Luận VOA.
Cụ thể, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định ông Việt không có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp Bộ Túc Văn hóa cấp 3 khóa năm 1989, trong khi ông Việt từng sử dụng một văn bằng chứng nhận ông đã hoàn tất chương trình cấp 3 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh để lập tự làm trụ trì học hai đại học rồi làm nghiên cứu sinh nhận học vị tiến sĩ luật. Phản ứng trước sự việc nghiêm trọng trên, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lập tức loan báo. Thượng tọa Thích Chân Quang không phải là chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ quản lý Thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách hành chính. Bên cạnh đó, Đại học Hà Nội nơi từng cấp bằng cử nhân Anh ngữ cho ông Việt vào năm 2001 để ông ấy lấy thêm văn bằng hai cử nhân luật tham gia chương trình nghiên cứu sinh rồi nhận học vị tiến sĩ luật ở Đại học Luật Hà Nội cũng vội vàng loan báo, không còn lưu hồ sơ tuyển sinh của ông Vương Tấn Việt. Hình ảnh Thượng tọa Thích Chân Quang thể danh Vương Tấn Việt. Tác giả liệt kê một số nhận xét đánh giá của một số Facebooker để thấy phản ứng của dư luận trên mạng xã hội. Nick Quốc Ấn Mai viết, giờ quay lưng y chang gà quẹt mõ. Kiều My, một thành viên của nhóm chuyện tuổi trung niên, có cùng cảm nhận tương tự. Ngay cả giới thầy tu mà cũng chơi trò đá bóng, phủi trách nhiệm. Tác giả nhận thấy với công chúng những thông tin sự kiện liên quan đến ông Vương Tấn Việt không đơn thuần chỉ là thế thái nhân tình. Chẳng phải tự nhiên mà Facebooker Dương Thắng thắc mắc tại sao có một đồng đạo cao tay như Thích Trúc Thái Minh mà ông Thích Chân Quang không nhờ vả nhỉ? Khác với nhiều người, tác giả dẫn lời cảm ơn long trọng của Facebooker Cường Huy Ngô đối với ông Thích Chân Quang vì cái giả dối của ông ấy đã giúp cho cả nước nhìn ra một sự thật mà trước kia hễ đụng vào sự thật đó, khi chưa có sự phát giác ra cái giả dối của ông, thì kẻ đụng đến ít nhất là bị chửi khó tìm ra lối thoát, thậm chí còn bị đe dọa bỏ tù. Vậy không cảm ơn ông sao được? Hình ảnh Đại học Luật Hà Nội nơi cấp bằng cử nhân và tiến sĩ luật cho ông Vương Tấn Việt. Cái sự thật về nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chỉ biết đọc những quy định trên giấy của nhà nước, thậm chí không hiểu đúng và diễn giải lại chúng bằng những lời lẽ thông thường để truyền đạt cho học trò, nhưng lại gọi đó là dạy luật. Nick Cường Huy Ngô viết tiếp. Tác giả cho biết thêm, trước những thông tin sự kiện ngày càng khiến thiên hạ vừa kinh ngạc vừa cảm thấy não nề vì toàn những sự thật chưa thể tưởng tượng, Facebooker Nguyễn Văn Phước đã viết, Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang đã làm bằng giả tốt nghiệp cấp 3, chỉ có thể ở Việt Nam, chưa tốt nghiệp cấp 3 mà lấy được bằng tiến sĩ. Và ở Việt Nam còn nhiều trường hợp như vậy nữa, ai, những ai? Đỉnh điểm Facebooker Cù Mai Công gọi những thông tin sự kiện liên quan đến ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang là drama hài. Sau những tập nối tiếp nhau như mất hồ sơ, không thuộc giáo hội, con nhang giáo sư tiến sĩ quay xe, drama hài còn nhiều tập. Đón xem hồi sau sẽ rõ. Cù Mai Công kết luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Sự việc dùng bằng cấp 3 giả của Thượng tọa Thích Chân Quang gây chấn động dư luận mạng xã hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.